Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Bản tin cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 gạch ngang HITV, website hungyentv.vn. Còn bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chi tiết. Thực hiện kế hoạch 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, đến nay huyện Khoái Châu đã tiến hành giải tỏa được 436 trên 482 trường hợp vi phạm, đạt tỷ lệ 90,4% kế hoạch. Trong đó, thị trấn Khoái Châu giải tỏa được 32 trên 32 trường hợp, xã Liên Khê 109 trên 110 trường hợp, xã Tân Dân giải tỏa 54 trên 57 trường hợp, Đồng Kết 77 trên 82 trường hợp. Đối với các trường hợp vi phạm còn lại, huyện đang chỉ đạo các ngành địa phương tập trung xử lý triệt để. Đồng thời, huyện tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân về quyền, nghĩa vụ sử dụng đất đai, không để xảy ra phát sinh mới, tái vi phạm. Đến ngày 31 tháng 10 năm 2022, các địa phương phải xử lý giải tỏa xong 100% các trường hợp vi phạm sau ngày 1 tháng 7 năm 2014. Địa phương nào không hoàn thành, huyện sẽ xử lý trách nhiệm của tập thể cá nhân tại thời điểm để xảy ra các vi phạm, đặc biệt là những nơi để xảy ra tái vi phạm và vi phạm mới. Chuyển đổi số phải bắt đầu từ người dân và lấy người dân làm trung tâm. Vì vậy, Tổ công nghệ số cộng đồng hay còn gọi là Tổ triển khai đề án 06 tỉnh Hưng Yên đã được thành lập ở nhiều địa phương trong tỉnh với mục tiêu hướng đến đó là đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách của đời sống hàng ngày, giúp người dân tiếp cận với công nghệ số một cách đơn giản thực tế. Đến nay, toàn tỉnh Hưng Yên đã thành lập 989 tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 6.000 người tham gia ở các cấp cơ sở. Thành viên các tổ gồm các lực lượng đoàn thanh niên, phụ nữ, nông dân, bí thư, trưởng thôn được tập huấn tìm hiểu tài liệu, cách cài đặt, sử dụng từng ứng dụng số, tiếp cận với chuyển đổi số thông qua các kênh tuyên truyền như video, hình ảnh, tệp âm thanh, đồng thời trực tiếp thực hiện tuyên truyền người dân theo hình thức đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người và kết hợp với các hình thức phù hợp với đặc thù của địa phương thông qua hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng đã giúp cho việc ứng dụng công nghệ nền tảng số vào sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh được phổ biến rộng rãi hơn trong cộng đồng dân cư, từ đó góp phần không nhỏ vào việc thực hiện chương trình chuyển đổi số của tỉnh, của quốc gia. Mô hình tổ dân phố không rác được triển khai thí điểm tại khu phố Kim Đằng, phường Lam Sơn từ tháng 4 năm 2022, đến nay đã được thành phố Hưng Yên lan tỏa và nhân rộng tại các địa phương khác trên địa bàn. Mô hình tổ dân phố không rác, tuyến đường không rác thải, tuyên truyền người dân tích cực tham gia dọn dẹp nhà cửa, làm sạch tuyến đường, không lấn chiếm vỉa hè, chấp hành nghiêm chỉnh quy định đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Một số tổ dân phố còn tích cực xã hội hóa lắp đèn chiếu sáng, camera an ninh, góp phần đảm bảo an ninh trật tự. Hiện mô hình này đã tạo được sức lan tỏa, thu hút nhân dân ở 17 xã phường trên địa bàn thành phố đều tham gia xây dựng được mô hình điểm tổ dân phố không rác. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, không chỉ gìn giữ vệ sinh môi trường, nâng cao ý thức của nhân dân mà còn từng bước xây dựng thành phố Hưng Yên văn minh, hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp. Thời gian dài, người dân sống trên đường tỉnh 382 thuộc khu Tây, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu phản ánh, người dân luôn phải sống trong cảnh khói bụi, mưa bẩn và lo lắng tai nạn giao thông do đường xuống cấp. Đoạn đường dài khoảng 200m, chi chít, ổ trâu, hố nước. Lý do bởi đoạn đường này hiện đang xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều chỗ mặt đường lún nứt, mưa xuống nước đọng thành vũng không thoát được nước, nắng thì bụi bẩn mù mịt. Theo nhiều người dân ở đây cho biết, hàng ngày lưu lượng xe tải cỡ lớn chở vật liệu xây dựng, chở lợn từ trại lợn trên địa bàn, chở hàng hóa vào chợ Đông Tảo đã khiến đường xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt. Rất nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại đây. Từ hôm nay, lãi suất tối đa với tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,5% trên năm. Lãi suất tối đa tiền gửi kỳ hạn 1 đến dưới 6 tháng là 5,5% trên năm. Riêng quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính Vimo áp dụng mức lãi suất tối đa với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 5,5% trên năm. Ngân hàng Nhà nước cho biết, đối với lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam có kỳ hạn phát sinh trước ngày 22 tháng 9 năm 2022 sẽ được thực hiện cho đến hết thời hạn. Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước cũng ban hành quyết định về lãi suất tái cấp vốn, chiết khấu cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo đó, lãi suất tái cấp vốn sau điều chỉnh là 5%, trong khi lãi suất tái chiết khấu là 3,5% trên năm. Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng ở mức 6% trên năm. Tổng công ty Cảng hàng không ACV có văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải việc triển khai xây dựng nhà ga hành khách T2 Cảng hàng không quốc tế Cát Bi có công suất thiết kế 5 triệu hành khách trên năm.
Dự kiến việc thực hiện dự án nhà ga T2 sân bay Cát Bi sẽ được triển khai trong 18 tháng kể từ khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, công tác giao đất và bàn giao đủ mặt bằng để thi công. Cùng với quá trình giải phóng mặt bằng, ACV sẽ triển khai hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và dự kiến tiếp nhận mặt bằng và khởi công dự án vào tháng 5 năm 2023, hoàn thành dự án đưa vào sử dụng vào tháng 11 năm 2024. Được biết, dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 sân bay quốc tế Cát Bi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 8 tháng 7 năm 2020 với số vốn đầu tư trên 2.400 tỷ đồng. Công an tỉnh Bình Dương cho biết hiện đã có 8 trên 9 địa phương hoàn thành đợt tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Công an các đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã kiểm tra 622 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, phát hiện xử phạt 271 cơ sở vi phạm về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và các quy định khác, tạm đình chỉ 51 cơ sở, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng, hoạt động đặc biệt siết chặt công tác quản lý, nâng cao chất lượng công tác thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường này được diễn ra sau vụ cháy lớn tại quán karaoke tại phường An Phú, thành phố Thuận An vào chiều ngày 16 tháng 9 khiến 32 người thiệt mạng. Công an tỉnh Bắc Giang vừa phát hiện và triệt phá một đường dây đánh bạc trên không gian mạng Internet trị giá khoảng 20 tỷ đồng, bắt giữ 4 đối tượng để điều tra xử lý. Đường dây đánh bạc này do Lê Văn Mạnh, sinh năm 1983, trú tại xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam cầm đầu. Từ tháng 2 năm 2019 đến nay, Lê Văn Mạnh đã tạo lập và sử dụng tài khoản đại lý cấp 2 trong ứng dụng M88 để thực hiện hành vi mua bán điểm ảo với tổng số điểm ảo giao dịch trong tài khoản là hơn 24,3 tỷ đồng, tương đương với số tiền giao dịch đánh bạc khoảng 20 tỷ đồng. Ngày 20 tháng 9, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an huyện Lục Nam bắt giữ 4 đối tượng Lê Văn Mạnh, Hoàng Quang Chiến, Lê Văn Tuấn, Trương Văn Ngọc về hành vi đánh bạc trên không gian mạng. Hiện vụ việc đang được đấu tranh mở rộng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa tiến hành khởi tố vụ án bắt tạm giam ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Trước đó, ngày 19 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên cũng đã ban hành các quyết định khởi tố, bắt giam Phạm Trung Kiên, Trần Xuân Mạnh, Phòng Tài chính Kế hoạch và Bùi Mạnh Cường, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Điện Biên Phủ cũng về tội danh này. Quá trình điều tra xác định, khi được giao nhiệm vụ thẩm định phương án bồi thường để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp cảng hàng không tỉnh Điện Biên, mặc dù nắm vững các quy định khi nhà nước thu hồi đất, nhưng các bị can vẫn thẩm định và trình đề nghị phê duyệt phương án bồi thường, trong khi hồ sơ lập phương án không đảm bảo về quy trình, thiếu tài liệu chứng minh đối tượng được bồi thường, hỗ trợ vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng ngân sách của nhà nước. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa cảnh báo thế giới không nên tự mãn với thành quả chống đại dịch COVID-19 và khẳng định đại dịch chưa kết thúc. Tổng Giám đốc WHO tái khẳng định thế giới đang ở giai đoạn nước rút để chấm dứt đại dịch COVID-19 khi số ca tử vong hàng tuần tiếp tục giảm, hiện chỉ bằng 10% số ca không qua khỏi được ghi nhận vào tháng 1 năm 2021, giai đoạn đỉnh dịch. Tuy nhiên, ông khẳng định chặng đường còn dài để nhân loại kết thúc đại dịch. Ông đồng thời hối thúc các chính phủ có hành động phối hợp và đưa ra những cam kết chính trị để giảm số ca tử vong và ngăn thiệt hại về kinh tế do đại dịch gây ra. Theo Văn phòng Liên Hợp Quốc về các vấn đề ngoài không gian, trong 50 năm qua, các quốc gia đã gửi 18 vật thể nhân tạo lên sao Hỏa trong 14 nhiệm vụ riêng biệt và để lại trên đó khoảng 7 tấn rác. Theo văn phòng này, qua nhiều thập kỷ thám hiểm sao Hỏa, loài người đã để lại rất nhiều mảnh rác vụn trên bề mặt của hành tinh đỏ. Chúng có khả năng gây nguy cơ cao cho các sứ mệnh thám hiểm hiện tại và tương lai tại hành tinh này. Các loại rác trên sao Hỏa chủ yếu là phần cứng để hạ cánh của con tàu vũ trụ bị loại bỏ, tàu vũ trụ không hoạt động và tàu vũ trụ bị rơi. Một nhóm nghiên cứu đang ghi lại tất cả những mảnh vỡ trên sao Hỏa được tìm thấy. Họ muốn kiểm tra xem liệu có bất kỳ mảnh vụn nào có thể làm ô nhiễm các mẫu đất đá mà tàu thám hiểm đang thu thập hay không. Một người đàn ông 35 tuổi ở Ấn Độ mới đây đã lập kỷ lục thế giới về quãng đường lái xe giật lùi dài nhất trong thời gian chưa đầy 30 phút. Trong một sự kiện diễn ra vào tuần trước tại bang Tamil Nadu, anh Chandra Moli đã lập kỷ lục thế giới mới khi lái xe số lùi được quãng đường 16.140m trong vòng chưa đầy 29 phút 10 giây. Với niềm đam mê xe ô tô từ khi mới 10 tuổi, người đàn ông đã chăm chỉ tập luyện để đánh bại kỷ lục trước đó được thiết lập bởi anh Tesson Thomas, 22 tuổi, cũng ở Ấn Độ. Anh này đã lái xe giật lùi được 14.200m trong 30 phút.
Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị có thể gửi những thông tin mới nhất cho chúng tôi về các địa chỉ email thoisuhi@gmail.com, fanpage tin tức Hưng Yên 24/7/HITV. Để xem lại bản tin, quý vị có thể truy cập các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7/HITV, website hungyentv.vn, kênh TikTok Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quân đội.